Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình để được chia sẻ những thông tin kiến thức về y học hữu ích. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là bí quyết giải rượu bia nhanh, phái mạnh cần biết. Và nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến chủ đề hôm nay, xin mời quý vị vui lòng liên hệ tại số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Puri Ancol từ công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, có câu nói miếng trầu là đầu câu chuyện, chén rượu là đầu cuộc vui. Chính vì vậy mà trong những dịp lễ Tết hội hè, người ta thường mời nhau những chén rượu đồng để chung vui. Tuy nhiên, nếu dừng lại chỉ một vài chén thì không có gì đáng nói. Thế nhưng nhiều người lại lạm dụng rượu bia, dẫn đến việc là say xỉn, không làm chủ được bản thân và gây ra những hậu quả đáng tiếc. Vậy làm sao để có thể giảm được vấn đề là say xỉn khi uống bia, giải rượu nhanh chóng và đặc biệt là tránh làm hại đến gan thận dưới tác động của rượu bia? Chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay để có câu trả lời nhé. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Trung Nam, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào MC Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Và vị khán giả đồng hành cùng với chương trình xin được giới thiệu anh Phạm Hoàng Thái. Chào anh ạ. Chào MC Thanh Phương và chào bác sĩ. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình. Trước khi chúng ta đến với buổi trò chuyện, mời quý vị cùng theo dõi đoạn phóng sự sau. Đã uống rượu quá mức thì kiểu gì cũng sẽ say, mà có rượu vào thì dù người hay cũng thành dở. Nhưng với anh Trần Quang Tranh, 43 tuổi, thì câu nói đó chưa hẳn đã là đúng hoàn toàn. Bởi vì dù anh uống chẳng nhiều rượu, nhưng bởi vì tửu lượng kém nên anh thường bị say xỉn. Và mỗi lần như thế đều không làm chủ được bản thân, khiến hình ảnh của anh trở nên xấu xí hơn trong mắt bạn bè người thân. Trước đây thì tửu lượng của anh thì cũng so với cả bạn bè, đồng nghiệp trong những cái buổi liên hoan hội nghị sinh nhật thì anh thường là xếp vào loại hơi kém đấy, nên là chỉ cần uống 2-3 chén đầu tiên thôi đã là anh đã cảm thấy là mặt mũi bắt đầu đã thấy nóng rồi. Cố thêm một chút nữa thì là anh sẽ chuyển sang cái giai đoạn mà mặt anh sẽ đỏ dừ lên như kiểu gà trọi đấy, người ta ví như kiểu gà trọi. Thêm khoảng tầm 2 chén nữa đi chẳng hạn đi, đúng không? Anh đấy, nếu mà đến cái tầm đấy mà anh mà cố thêm khoảng chén nữa chẳng hạn thì bắt đầu anh sẽ có cảm giác như kiểu mình hơi nói nhiều lên một chút đấy, mình khó kiểm soát mà lại vui quá, lại uống thêm mấy chén nữa thì anh cảm thấy là bắt đầu mình đã say say rồi đấy. So với cả mọi người thì anh cảm nhận thấy cái tửu lượng của mình chỉ bằng 1/3 với cả bằng một nửa là cùng thôi. Trong những cái cuộc nhậu đó thì người ta vẫn còn đang vui vẻ thì mình đã say xử lúc nào rồi không biết. Nhiều lúc là uống rượu về xong ấy là bản thân mình nó không kiểm soát được, nên là cái kiểu mình cứ hình dung như kiểu mình nó hơi bê tha này, vợ con là gia đình cứ ai kêu bảo là mình là thằng lát rượu đấy, là vì là 10 lần đi uống rượu thì là cái để cả là 10 lần mình say đều phải là bạn bè đưa về. Có nhớ một hôm đó là cái buổi liên hoan công ty cuối năm đấy, thì là anh uống rượu say quá, anh phải mọi người đồng nghiệp phải đưa anh về nhà. Về anh về đến nhà anh say quá, thế là anh mới phi vào trong toilet, thế là anh ói, thế cuối cùng này tình cờ nào là anh lại ngủ luôn ở trong đó thế là vợ con mới biết được, mới quay phim chụp ảnh lại để cho anh xem là bảo đấy, anh uống rượu là nó có tình trạng của anh nó là như này đấy, bê tha quá đấy, đó là anh cũng thấy ngại quá. Thế là đến bây giờ thi thoảng vợ con nó cứ mở cho xem lại mình thấy uống rượu thì không ai muốn đấy, nhưng mà vì nhiều lúc là thanh niên con trai chẳng hạn, đàn ông thì là trong những lúc công việc này, rồi là bạn bè hội ngộ này, hay là nhiều lúc là họp hành khách khứa này, thì nhiều lúc là hay phải cần đến nhờ đến bất kỳ những cái bàn nhậu hoặc là những cái cuộc uống vài cốc bia cốc rượu để cho nó vui thăng hoa trong công việc đấy. Thì là nói thì nói vậy thôi, nhưng mà mỗi lần anh uống rượu ấy nên một chút thôi là bắt đầu là anh đã cảm thấy là da mình nó cũng hơi hồng rồi, và sau khi đó là nó nổi mẩn ngứa hết cả 2 cánh tay rồi bụng rồi lưng, và sau khi đó là bắt đầu nó lên cổ và lên vùng mặt đấy, và xong rồi về thì bắt đầu mình nó mới ngứa đấy. Vì là anh thì anh nghĩ là cũng có thể là do cái rượu đó vào
cho cơ thể mình, nó sẽ làm cho cái chức năng gan của mình nó bị kém đi. Sáng hôm sau ngủ dậy ý, thì anh cảm thấy nó người nó lặng lề kinh khủng, đầu óc nó lặng lắm, như là mình muốn bê người dậy mà mình cảm giác thấy mình không bê được. Đấy, thậm chí là mình uống một cốc nước vào là mình đã muốn ói ra ngay tức thì rồi, mà cả ngày nó không ăn được, không làm ăn được, à không làm được một cái việc gì, ăn không ăn được, à, không muốn cả ăn nữa. Đấy, nó khổ thế. À dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể lý giải giúp cho mọi người được hiểu tại sao khi uống rượu bia lại rất dễ bị say xỉn và hậu quả của nó thì như thế nào ạ? Rượu nó sẽ không giống như các loại thực phẩm khác. Khi mình dùng các loại thực phẩm khác thì khi nó vào cơ thể thì phải mất nhiều giờ để có khả năng hấp thu. Tuy nhiên khi mà rượu vào trong cơ thể thì nó hấp thu rất là nhanh. Tuy nhiên khả năng đào thải của rượu thì rất là kém, nó cần có nhiều thời gian hơn để đào thải ra ngoài. Thì nói nôm na khi mà rượu xâm nhập vào cơ thể thì 90% rượu nó sẽ được chuyển hóa thành acetaldehyde. Acetaldehyde đây là một cái chất độc, nó sẽ gây hại lên các cơ quan trong cơ thể, trong đó là gan, và gây nên tình trạng say xỉn. Khi đó gan nó sẽ phản ứng bằng cách các cái enzyme, đó là aldehyde dehydrogenase và cái glutathione trong gan, nó sẽ giúp chuyển hóa cái thành phần acetaldehyde này thành các acetic. Cái acetic này đó là những chất không gây hại và được thải ra ngoài. Tuy nhiên thì cái gan mình nó cũng có mức độ hoạt động. Khi mà mình nạp rượu quá nhiều thì gan mình nó không thể chuyển hóa hết. Và khi đó thì cái nồng độ acetaldehyde này nó sẽ gia tăng trong máu. Khi nó gia tăng cao thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan, và tạo nên cái tình trạng là say xỉn. Tình trạng acetaldehyde này nó gia tăng nồng độ trong máu thì nó sẽ gây nên các cái tác hại không tốt cho cơ thể chúng ta. Tác hại của rượu nó có hai cái tác hại, đó là tác hại tức thì và tác hại về lâu dài. Những cái tác hại tức thì nghĩa là khi mình uống rượu quá liều thì bắt đầu mình sẽ xảy ra những cái tình trạng như các cái tình trạng như rối loạn về vận động, giảm phản xạ, mất thân bằng. Chính những vì điều này mà những cái người mà uống rượu mà khi mà tham gia giao thông nó sẽ thường sẽ gây tai nạn. Như theo một cái thống kê thì các nguyên nhân gây nên tai nạn giao thông thì rượu đứng hàng trong top 3 nhóm nguyên nhân hàng đầu. Ngoài ra thì rượu nó sẽ ảnh hưởng tới cái cảm xúc. Người ta sẽ rất là dễ giận, dễ buồn, nó dễ vui. Thường có cảm giác là có xu hướng về bạo lực nếu mà người ta tức giận. Chính vì vậy mà thường xuyên có những cái cuộc ẩu đả trên các bàn nhậu, hoặc là khi những ông chồng khi đã ngà ngà men rượu mà khi mà về nhà thì thường sẽ có những cái cuộc cãi vã đối với vợ chồng, những người trong gia đình. Và ngoài ra thì nó có những cái triệu chứng gây khó chịu, chẳng hạn như là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, hoặc là những người có dị ứng với rượu thì ta sẽ nổi mề đay, da đỏ ngứa lên. Về cái tác hại lâu dài, nghĩa là những cái tác hại về sức khỏe. Đầu tiên phải nói đến là rượu nó được chuyển hóa tại gan, nên cái tác hại đầu tiên nó sẽ là gan, sẽ làm tăng cái men gan lên, lâu dần có thể dẫn đến tình trạng là viêm gan do rượu, thậm chí có những trường hợp chuyển sang giai đoạn là xơ gan do rượu, và cuối cùng là ung thư gan, hoặc là tác động lên hệ tiêu hóa có thể dẫn đến tình trạng là viêm loét cái dạ dày, thậm chí có những người bị xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết cái dạ dày. Uống rượu nhiều nó cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch như là thiếu máu cơ tim, là tăng huyết áp, các cái rối loạn về chuyển hóa, đặc biệt là nó sẽ tác động xấu lên cái hệ thống thần kinh. Những người uống rượu bia nhiều và kéo dài nó sẽ gây nên tình trạng rối loạn về giấc ngủ, đồng thời nó sẽ làm cho người ta mất tập trung, kém hiệu quả trong công việc. Vâng thưa quý vị, mặc dù là biết là tác hại của rượu bia đối với sức khỏe, nhưng mà nhiều người vì công việc, vì phải giao tiếp nên vẫn phải thường xuyên tiếp xúc với rượu bia. Vậy có cách nào để có thể giảm được những cái tác hại của rượu bia đối với gan thận, giảm được cái tình trạng say xỉn và giải rượu nhanh không ạ? Điều đầu tiên mà quyết định đó là chúng ta cần hạn chế nó. Nếu mà bất khả kháng mình phải uống thì mình phải uống trong cái liều khuyến cáo của các chuyên gia về sức khỏe. Để giảm cái tình trạng say xỉn thì trước khi mà uống rượu bia thì chúng ta cần phải ăn lót dạ. Khi mà để một cái dạ dày trống thì khi mình uống rượu bia vào nó sẽ hấp thu rất là nhanh, làm tăng cái nguy cơ say xỉn và ngộ độc. Trong các cái nghiên cứu người ta thấy rằng sử dụng các loại thực phẩm, đặc biệt là tinh bột, sẽ làm giảm hấp thu cái nồng độ bia rất là tốt. Cần phải tránh cái tình trạng là uống bia quá nhanh. Khi mình sử dụng rượu bia mình phải có uống một cách từ từ. Chúng ta biết rằng khi mà mỗi giờ đồng hồ thì cái gan của chúng ta có thể chuyển hóa tối đa khoảng 25ml rượu, có nồng độ là 40. Như vậy khi mà mình uống quá cái đó thì nó không có khả năng chuyển hóa được, và cái acetaldehyde nó sẽ dư thừa trong cơ thể và gây nên tình trạng say xỉn và tác hại lên các cơ quan trong cơ thể, trong đó đặc biệt đó là gan. Ngoài ra khi mình dùng rượu bia mình cũng không nên sử dụng chung với lại các loại thức uống có ga, thì vì nó sẽ tăng cái khả năng phản ứng tạo bọt khí và làm hấp thu về rượu bia một cách nhanh chóng hơn. Tiếp theo đó là khi mình uống rượu bia mình có cảm giác là buồn nôn thì nhiều người có cái thói quen là kìm nén lại, thì điều này là không tốt.
thì nó là một cái phản xạ, nó là một cái phản ứng gây do cái tình trạng acetaldehyde nó quá cao thì mình phải nôn ra. Thì khi mình nôn ra thì mình có thải được một lượng rượu nó còn tồn đọng trong cái dạ dày, cũng làm giảm được cái nguy cơ say xỉn hay là ngộ độc trong cái gan hoặc là tổn thương lên các cơ quan khác. Y học ngày nay người ta còn tìm ra một số các cái hoạt chất có tác dụng là giải độc rượu, giúp cho trung hòa cái hàm lượng rượu, làm giảm cái nguy cơ tác hại lên các cái cơ quan trong cơ thể mà đặc biệt là gan. Dạ thưa bác sĩ, y học hiện đại ngày nay có chứng minh một cái giải pháp nào để giúp làm giảm say xỉn và bảo vệ gan thận trước tác nhân của rượu bia không ạ? Trong y học hiện đại người ta đã tìm ra được một số chất mà khi mà kết hợp với nhau thì nó có tác dụng là giải rượu bia, trung hòa được rượu bia và làm giảm được những cái tác hại của acetaldehyde lên cái hệ thống các cơ quan cũng như là chức năng gan. Đầu tiên phải đến cái hoạt chất đó là N-acetylcysteine. Chúng ta biết rằng khi mà rượu xâm nhập vào trong cơ thể thì nó được chuyển hóa tại gan thành acetaldehyde. Acetaldehyde thì nó sẽ được các cái enzyme tại gan như là aldehyde dehydrogenase hoặc là glutathione nó chuyển hóa thành acid acetic và thải ra ngoài. Tuy nhiên nếu mà rượu nhiều quá, gan nó không chuyển hóa nổi thì cái nồng độ acetaldehyde nó sẽ tăng cao và gây nên tình trạng say xỉn. Thì cái chất N-acetylcysteine này thì nó sẽ chuyển hóa thẳng rượu sang thành cái acid acetic mà nó không qua giai đoạn là acetaldehyde. Chính vì lẽ đó mà làm giảm được cái nồng độ acetaldehyde trong cơ thể là giảm được cái rượu, giảm được tình trạng say rượu và giảm cái nguy cơ tổn hại lên gan cũng như là các cơ quan khác. Ngoài ra nó làm tăng cái nồng độ glutathione ở trong cái gan. Cái glutathione trong gan thì nó giúp chuyển hóa tốt các cái acetaldehyde thành các cái acid acetic không gây hại trong cơ thể và được thải ra ngoài rất là tốt. Ngoài ra cái hoạt chất L-glutamine nó giúp cho não kích thích sản xuất ra serotonin. Serotonin này nó làm cho não cải thiện cái sự tỉnh táo, giúp cho cơ thể trở về trạng thái bình thường, giúp kiểm soát được cái hành động được tốt hơn. Tiếp theo đó là cái rễ cây cava có tác động giống như lại L-glutamine, giúp cho tình trạng là não cải thiện cái sự tỉnh táo tốt hơn, kiểm soát được cái hành động được tốt hơn. Ngoài ra thì còn có cái magie và B6. Thì cái magie B6 thì nó giúp ổn định về thần kinh, giúp cho giảm được cái tình trạng lo âu trên cái bệnh nhân sử dụng nhiều cái rượu bia. Như vậy đây là một số cái hoạt chất mà khi mà kết hợp với nhau sẽ giúp cải thiện được cái tình trạng là say rượu và là giảm được cái độc chất của rượu bia lên các cơ quan mà đặc biệt là gan. Thưa bác sĩ, khi chọn một cái giải pháp giải rượu thì ngoài thành phần ra thì chúng ta còn cần lưu ý những gì nữa ạ? Ngoài việc quan tâm đến các cái thành phần trong cái sản phẩm thì chúng ta cần phải quan tâm đó là nguồn gốc của cái sản phẩm đã được kiểm duyệt hay chưa, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hay không. Thứ hai đó là cái công nghệ sản xuất của nó lên cái sản phẩm này phải là một cái công nghệ tiên tiến để đảm bảo được chiết xuất được các cái hoạt chất cũng như là đảm bảo được cái thời hạn sử dụng tốt, đảm bảo được cái liều lượng ở trong đó là ổn định và đã được nghiên cứu rõ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ thông tin hữu ích từ bác sĩ ạ. Và quý vị thân mến, trước khi chúng ta tiếp tục lắng nghe phần trò chuyện, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau đây. Chị Hai. Trời ơi, tiếng gọi ai giống như âm trì cõi địa ngục vậy trời. Trời ơi, cái gì vậy Thúy? Mới lấy chồng thì vui vẻ mà sao nãy gì kỳ cục vậy? Hai ơi, em buồn quá. Tối nay Hai cho em ngủ lại ăn bữa đi. Trời đất ơi, rồi là hai vợ chồng mới cưới nhau là lục đục rồi, lấn cấn cái gì mà không chịu ngủ với chồng mà đòi ra đây ngủ với chị đây. Cái gì đâu mà nhậu hả? Nhậu say xỉn mà không biết đường về. Mà đến lúc mà sáng mở mắt ra không hiểu tại sao mình về được tới nhà. Mẹ em tức nhất gì nè. Nhậu xỉn á thì phải biết đường vô nhà vệ sinh mà ói, đúng không? Nhậu cái gì đâu mà vừa bước tới cửa nhà hả? Ối xà từ ngoài cửa đi vô tới trong nhà luôn. Rồi người dọn lại em của Hai phải dọn nè. Cái tâm trạng của em chị đã từng trải qua rồi. Ủa Hai trải qua rồi hả? Trời ơi, lúc trước ổng cũng vậy đó em ơi. Tao nói ổng uống không biết đường đi lối về, uống hai rồi ngủ xong sáng dậy cho nó ói trời ơi. Rồi ai dẹp chị cũng phải dọn dẹp. Chẳng những như vậy mà đầu óc của trời ơi nó nhức bưng luôn, nhức cái đầu ha. Đúng chưa hết đâu, mình mày ổng nổi giống như là nổi mày đai vậy đó, đỏ luôn đúng không? Rồi ngứa gã như khỉ vậy đó. Ôi. Đó cái một thời gian công ty mới là cho đi xét nghiệm định kỳ dạ. Sức khỏe đó thì nói là uống rượu nhiều quá cho nên là men gan bị tăng cao. Men gan tăng cao? Đó, nó làm cho mình như vậy đó. Chồng em cũng y chang như anh rể vậy đó. Thì đó, thì lúc trước em biết anh rể của em đó ha, bị vậy á. Chị cũng rầu gì chạy đi chỗ này hỏi chỗ kia hỏi để có thuốc men gì cho ông uống cho ông bớt. Dạ. Thì chị hên quá, chị ra tiệm thuốc tây chị mua gặp cái người bác sĩ. Trời ơi, em tư vấn mà cho cái biện pháp nó vậy hay mà nó giờ nó thoải mái vô cùng em ơi. Thôi biện pháp nó đâu cho em. Để từ từ tôi mở cho cô coi đi nè. Thôi Hai ơi, để cho em rồi. À, để em coi.
giải pháp này tên là Boniancon. Có sự kết hợp của N-acetin, kitein, giúp rượu chuyển hóa thành chất không có độc hại đó, giảm nồng độ chất gây say xỉn, giúp bảo vệ cơ thể khỏi những tác hại do rượu gây ra. L-glutamine để kích thích não, tăng tiết serotonin, giúp tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện chức năng não, giúp cơ thể phục hồi với trạng thái bình thường. Thảo dược rễ cava sẽ hỗ trợ giúp cho người uống rượu tỉnh táo hơn, kiểm soát hành động tốt hơn. Vitamin B6, magie để bổ sung cho người uống nhiều rượu nè, giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp cao và đột quỵ nữa. Sản phẩm còn giúp nè giải rượu nè, giảm say xỉn nè, giảm các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, kiểm soát bản thân sau khi uống rượu, bảo vệ gan thận khỏi tác hại của rượu luôn. Đó. Chả chị hai, em về cho chồng em khắc phục. Em về nha hai ơi. Boniancon hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Dạ thưa anh Thái, anh có thể cho biết là trong cuộc sống thường ngày anh có thường xuyên sử dụng rượu bia hay không và có gặp phải tình trạng say xỉn không ạ? Tôi làm quản lý sale cho một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Công việc mà một tuần cũng phải vài lần tôi tiếp khách và nhậu với đối tác. Nhưng mà khổ lắm, cơ địa tôi không uống được rượu nhiều. Chỉ ngửi thấy men là tôi đã bắt đầu đỏ mặt. Được vài chén mặt đã đỏ bừng lên như gà chọi. Biết tự lượng của mình nên tôi cũng chỉ muốn uống có 2 đến 3 chén thôi, nhưng lại bị nói là không nhiệt tình, không hết mình với đối tác, với bạn bè, nên tôi toàn phải chép miệng mà uống có. Thành ra lần nào nhậu là xỉn, bước đi không vững, nói năng không chuẩn nữa, thậm chí là nói linh tinh. Mỗi lần tôi uống rượu về là tôi chẳng nhớ gì cả, còn chẳng biết tại sao mình về được tới nhà nữa. Vợ tôi bảo mỗi lần say là tôi xấu tính lắm, nói rất nhiều mà trở nên nhạy cảm khủng khiếp. Chỉ cần nói động một tí là tôi lại nghĩ xiên, nghĩ sẹo, tưởng rằng họ nói sẽ hay là nói xấu gì mình, bắt đầu to tiếng lên, nghe tưởng là cãi nhau đến nơi là luôn. Có hôm say quá thì tôi nôn ói ra cả nhà mà chẳng biết đường nào là nhà vệ sinh đâu nữa, chỉ khổ vợ, khổ con phải dọn dẹp. Khổ hơn là cả mỗi sáng tỉnh dậy tôi bị nôn khan, mệt rũ cả người, đầu đau váng hết cả. Rồi mỗi lần uống rượu là da tôi nổi mẩn, đỏ ửng lên, rồi ngứa ngáy như là bị ghẻ vậy. Nước tiểu thì lúc nào cũng vàng sậm khác thường. Có lần công ty cho đi khám định kỳ sức khỏe, kết quả là men gan tăng quá cao. Bác sĩ đánh giá như thế nào về giải pháp này ạ? Boniancon có chứa các cái thành phần hoạt chất. Thứ nhất đó là thành phần N-acetylcysteine. Thì N-acetylcysteine thì nó giúp chuyển hóa rượu sang thẳng cái thành phần đó là acid acetic và tống thải ra ngoài. Nó không liên quan qua cái bước đó là phải chuyển hóa thành acetaldehyde. Mà acetaldehyde là cái chất mà gây độc trong cơ thể và gây nên tình trạng say xỉn. Như vậy nhờ cái N-acetylcysteine này mà giúp cho giải được cái tình trạng rượu, giảm được cái tình trạng gây độc của rượu lên các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan. Ngoài ra thì cái N-acetylcysteine này nó còn giúp cho gan kích thích sản xuất cái glutathione. Thì cái glutathione này nó giúp cho tăng cường cái sự chuyển hóa acetaldehyde thành các acid acetic không gây hại và cũng tống xuất ra ngoài. Thứ hai đó là thành phần tiếp theo đó L-glutamine. Thì L-glutamine thì này nó giúp cho cơ thể mình có một cái sự chuyển hóa rất là tốt, nó không gây ảnh hưởng lên cái chức năng về gan thận. Trong cái thành phần glutamine này nó giúp cho cơ thể mình cải thiện cái tình trạng tỉnh táo trong hệ thần kinh, kiểm soát được cái hệ thần kinh vận động được tốt hơn, kiểm soát được cái hành vi của mình. Tiếp theo đó là thảo dược Scava có tác dụng giống L-glutamine. Thì glutamine này nó giúp cho cải thiện cái sự tỉnh táo cũng giống như vậy, giúp mình dễ dàng kiểm soát được cái hành vi của những người say rượu. Và cuối cùng đó là Boniancon chứa các cái thành phần như là magie B6. Thì magie B6 đây là một cái thành phần rất đặc biệt, thường sử dụng trong các bệnh lý về thần kinh, giúp cho người ta ổn định về hệ thống về thần kinh, giảm cái tình trạng lo âu và thường xảy ra trên các cái bệnh nhân, những người mà sử dụng rượu bia kéo dài. Đồng thời thì Boniancon được sản xuất trong cái nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nó sản xuất theo một cái công nghệ siêu nano nên đảm bảo được cái tính hiệu quả và an toàn. Như vậy cái sản phẩm Boniancon này giúp giải rượu bia, chống say xỉn, giúp cải thiện được các cái triệu chứng như đau đầu, chóng mặt hoặc là mất kiểm soát của bản thân sau khi uống rượu. Ngoài ra sản phẩm Boniancon còn giúp bảo vệ gan thận, tránh những cái tác hại của rượu. Thưa quý vị, và thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình thì chúng tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi thắc mắc của quý vị khán giả gửi về. Và sau đây xin được chia sẻ và mời phần tư vấn của bác sĩ ạ. Câu hỏi đầu tiên đến từ anh Phạm Hoàng Hải ở thành phố Vũng Tàu. Chào bác sĩ, tôi đọc hướng dẫn sử dụng của sản phẩm giải rượu có thành phần
N-acetin, kitein, rễ cava, maze, B6 thì thấy hướng dẫn uống trước bữa nhậu 30 phút. Lúc đó thì bụng vẫn đang đói. Tôi muốn hỏi uống lúc đói có ảnh hưởng tới dạ dày không? Polyancon thì nó sẽ không ảnh hưởng đến các cái hệ tiêu hóa, không ảnh hưởng đến viêm loét cái dạ dày, nên khi mình có thể an tâm khi sử dụng bụng đói. Dạ, vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi thứ hai đến từ chú Trần Văn Đức ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, sau mỗi lần uống rượu là tôi đau đầu mà mệt mỏi, có khi đến ngày hôm sau cũng không thấy khỏi. Dùng sản phẩm giải rượu có đỡ đau đầu không thưa bác sĩ? Cái nguyên nhân chính gây nên tình trạng say xỉn đó là do gia tăng cái nồng độ acetaldehyde. Chính cái nồng độ acetaldehyde này gia tăng trong cơ thể nó sẽ gây nên một số các cái triệu chứng tác hại lên các cơ quan, đặc biệt là gan. Ngoài ra nó sẽ gây nên các cái triệu chứng như là đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, vân vân. Thì khi mà sử dụng polyancon cho rượu chuyển hóa thẳng thành cái acid acetic và không thông qua cái bước là acetaldehyde, vì vậy mà cái nồng độ acetaldehyde này trong cơ thể nó sẽ giảm xuống. Khi nồng độ acetaldehyde giảm xuống thì nó sẽ làm giảm được cái tình trạng say xỉn, giải quyết được các cái triệu chứng như là đau đầu nè, chóng mặt nè, mệt mỏi nè, sau một bữa nhậu, một bữa phải uống nhiều rượu bia. Nhờ tìm đúng giải pháp rượu bia an toàn, hiệu quả mà giờ đây anh Tranh luôn tự tin rằng mình có thể làm chủ được những bữa nhậu, làm chủ được bản thân mình, thay đổi được hình ảnh của chính mình trong mắt bạn bè và người thân. Tình cờ do một lần đọc bài báo thì anh phát hiện ra cái sản phẩm polyancon. Chất men của rượu khi nào vào cái cơ thể con người thì nó sẽ chuyển hóa từ aldehyde và sau khi đó thì nó mới chuyển hóa về acid acetic. Đấy, mà cái aldehyde nào đó là cái chất để gây say và gây ngộ độc. Đấy. Nhưng sử dụng cái sản phẩm polyancon này thì nó sẽ bỏ qua giai đoạn chuyển aldehyde và nó chuyển thẳng về acid acetic. Đấy. Vì nó sẽ không gây ngộ độc cho gan, cho não và cho cả thận, mà thậm chí nó lại còn giải độc luôn cả chức năng của gan và thận, nên là nó rất là tốt cho những người sử dụng bia rượu. Trước bữa nhậu khoảng độ 30 phút thì mình sẽ uống khoảng độ 2 viên polyancon. Đấy, ví dụ như là nhiều lúc là anh nhậu nó lâu quá chẳng hạn, thì trong bữa nhậu đó anh uống thêm 2 viên nữa là nó sẽ giúp mình cái tiểu lượng của mình nó được tăng lên được gấp đôi. Đấy, mà những lần ngồi uống rượu thì nó cảm thấy tinh thần nó rất là thoải mái. Đấy, mình uống được nhiều hơn, mình làm việc nó chuẩn hơn. Một điều nữa là cái sản phẩm polyancon này mà mình mà uống vào ấy thì là sáng hôm sau mà mình dậy ấy, thì là cảm thấy người nó rất là thoải mái. Đấy, nó không có một cái biểu hiện gì còn là một người say rượu cả. Đấy, nên là mình vẫn đi làm cảm thấy là rất là bình thường sau một bữa uống rượu rất là say. Anh đã sẵn sử dụng cái sản phẩm polyancon 2 năm rồi. Đấy, và anh cảm nhận thấy là sản phẩm của nó rất là tốt. Và những cái lần đi khám sức khỏe thì những cái chỉ số về gan hay là thận của anh là đều rất là tốt, và thậm chí là có thể là so sánh được với cả những cái người khỏe mạnh bình thường không sử dụng bia rượu. Anh đã bị quên một lần rồi. Đấy, vì là sau bữa rượu mà anh cũng đã cảm thấy là người nó mệt mỏi lắm rồi thì anh mới nhớ ra cái sản phẩm polyancon này. Đấy. Và là sau khi thì anh uống 4 viên polyancon này vào thì sau khoảng 1 giờ thì anh sẽ cảm thấy là con người nó rất là dễ chịu, nó rất là thoải mái. Đấy. Và sau khi đó thì anh sẽ về nhà một cách an toàn, mà nó không bị sợ đến cái những cái gì nó liên quan đến cái tai nạn, về là những cái rượu riếc là mình không xử lý được. Dùng cái sản phẩm polyancon này thì da riếc là nó là bình thường, nó cảm thấy nó không đỏ nữa, nó không mẩn lâu nữa. Đấy, mà nó không sẽ là hạn chế cái ngứa cực kỳ nhiều. Ngày xưa anh uống rượu anh rất là hay bị ngứa. Đấy, và bây giờ là gần như là nó hạn chế gần như là tuyệt đối. Đấy, anh cũng cảm thấy là tự tin. Thế là mỗi lần mà đi nhậu với cả các đồng nghiệp hay bạn bè thì anh sẽ uống được tăng được số gấp đôi lần, nên là nhiều lúc về nhà vợ con với anh hay trêu là thế dạo này thì sao này, anh thấy anh không uống rượu mà bị say lè nhè nữa mà là vẫn tỉnh táo được về nhà. Đó là cái vui nhất của anh. Polyancon hân hạnh đồng hành cùng chương trình.
Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ, xin được cảm ơn anh Thái đã đến tham dự chương trình ạ. Và nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến nội dung chương trình ngày hôm nay, hãy liên hệ cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng để được tư vấn giải đáp. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Puni Ancol đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.